nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bếp từ hội tụ cả 3 tiêu chí: sang trọng, hiện đại, bền bỉ, thì chắc chắn không thể bỏ qua bếp đôi điện từ Shenhouse SHB81012. Sản phẩm sở hữu mặt kính Ultra Vitro Ceramic, bo viền sang trọng, có khả năng chống chảy xước, chịu nhiệt tốt. Người dùng có thể dễ dàng vệ sinh bếp sau khi nấu nướng chỉ với một chiếc khăn mềm. Hai vùng nấu rộng rãi với công suất mỗi bên lên tới 2000 W, đem đến khả năng làm nóng nhanh gấp 2 lần so với các loại bếp từ thông thường. Bảng điều khiển Spider Control siêu nhạy bén giúp điều chỉnh nhiệt độ và các chế độ nấu thuận tiện chỉ với một chạm. Chế độ chiên với 9 mức nhiệt, bạn có thể thoải mái lựa chọn các mức nhiệt độ phù hợp cho từng món ăn. Khi kích hoạt chức năng Booster, công suất của bếp sẽ được đẩy lên mức cực đại, giúp rút ngắn thời gian nấu ăn lên tới 50%. Tính năng hẹn giờ lên đến 4 tiếng cho phép bạn thoải mái nấu các món ăn mà không cần canh chừng thường xuyên. Nhấn giữ 3 giây nút khóa để thiết lập chế độ khóa trẻ em. Các chức năng khác sẽ bị vô hiệu hóa để đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui đùa gần khu vực bếp. Với tính năng cảnh báo chống tràn, bếp sẽ phát chuông cảnh báo khi nước tràn ra bên ngoài khu vực điều khiển và tự động ngắt. Khi bấm nút Stop, bếp sẽ tạm dừng hoạt động. Sau đó, để tiếp tục nấu nướng, bấm nút Stop thêm một lần nữa. Bạn còn chần chờ gì mà không sắm ngay một em bếp đôi điện từ Shenhouse SHB81012 cho bếp nhà trọn tiện nghi.